Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị tập trung quán triệt triển khai một số nội dung văn bản mới, gồm quy định số 113 ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Quy định số 114 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, hai quy định đã triển khai thể hiện sự quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên, nhân dân và xã hội, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc ban hành quy định 114 được xem là giải pháp quan trọng khắc phục những bất cập trong công tác cán bộ, phát huy dân chủ, hạn chế việc lạm dụng quyền lực của người đứng đầu, người làm công tác cán bộ. Đây là một quy định khó, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cán bộ. Đồng chí cho rằng để việc triển khai quy định được thực hiện một cách nghiêm túc hiệu quả, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý cần gương mẫu tự giác trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, trên cơ sở các văn bản mới được quán triệt tại hội nghị, từng cấp ủy, các tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu, kịp thời nắm bắt nội dung mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.